Xin chào bạn. Video hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài trải nghiệm của bản thân về cái sự nghiệp kinh doanh, tự làm chủ, khởi nghiệp của mình trong nhiều năm qua. Có thể đối với nhiều người thì tôi chưa đủ từng trải, bởi vì lúc công ty của tôi đông nhân viên nhất thì cũng chỉ có hơn 40 người. Nhưng tôi nghĩ rằng sau 4 lần tự mình xây dựng từ đầu từng công ty đó thì những kinh nghiệm và trải nghiệm của mình sẽ có ý nghĩa đối với nhiều người khác. Bởi vì nó sẽ gần gũi hơn với những ai đang có ý định khởi nghiệp hoặc mới bắt đầu theo đuổi con đường này. Và vì vậy, trong phạm vi ngắn của video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 điều là những cảm nhận của tôi qua nhiều năm tự làm chủ. Nào, khi nhìn nhận lại toàn bộ những năm tháng làm kinh doanh khởi nghiệp của mình, thì điều đầu tiên mà tôi thường suy nghĩ tới, đặc biệt là khi phải đối mặt với khó khăn khủng hoảng, đó là khởi nghiệp có thật sự là hào nhoáng hay không? Có lẽ chúng ta đang bị mạng xã hội và các chương trình giải trí làm hiểu sai về bản chất và những khó khăn của những người làm kinh doanh, làm khởi nghiệp. Tất cả những gì mà bạn thấy hàng ngày qua báo chí, qua TV, qua mạng xã hội là những tấm gương khởi nghiệp thành công, những con người thành đạt với những công ty, những tập đoàn có giá trị thị trường lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng, và phần lớn trong số họ đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Đó chính là lý do vì sao mà rất nhiều người đã dấn thân vào con đường khởi nghiệp bằng toàn bộ tài sản tích cóp được, các khoản vay từ người thân, bạn bè, hay là đánh đổi cả công việc hiện tại của mình để lao theo một cái xu hướng khởi nghiệp đang được đề cao trong xã hội. Tất cả những gì bạn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Và kết quả của nó là cái tỷ lệ thất bại luôn ở mức cao, ổn định. Nó cũng giống như việc bạn đi đầu tư cổ phiếu chứng khoán mà không hiểu gì về thị trường, không có kiến thức về tài chính, không có các nguồn thông tin đáng tin cậy. Bạn cũng chỉ là một chú cá nhỏ trong đàn cá của mình đang lao theo dòng nước mà không biết rằng cái dòng nước đó là do một con cá khổng lồ tạo ra và nó đang há miệng chờ cái bầy cá đó lao vào trong bụng của mình. Bạn lao vào làm khởi nghiệp một cách mù mờ theo cái dòng xu hướng đó và có một đích đến chung như những con cá khác trong bầy. Nào, hãy nhìn vào những tượng đài vĩ đại nhất trong giới doanh nhân như là Richard Branson, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, v.v. Có bao nhiêu lần bạn thấy họ xuất hiện trước công chúng và nói về những dự án vĩ đại làm thay đổi cả thế giới của mình? Có lẽ chỉ là 5% trong tổng số thời gian của họ, 95% còn lại là những chuỗi ngày lao động thực sự và phải đánh đổi rất nhiều thứ. Các buổi họp triền miên, những cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng hay là những chuyến bay dài hàng chục giờ liên tục trong quãng thời gian rất là dài và còn nhiều những thứ khác phải đánh đổi mà tôi và bạn đều có thể không thể ngờ tới được. Chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng có thể rất hài lòng khi có một cái cuộc sống không phụ thuộc vào tài chính, được mua sắm thoải mái, sở hữu những tài sản kếch xù siêu khổng lồ như những người đó. Nhưng liệu có bao nhiêu người chịu đựng được những gì họ phải trải qua? Những cái mà bạn nhìn thấy là cái sự tận hưởng cuộc sống của những người thành đạt. Nhưng hãy nhớ rằng đó chỉ là 5% thời gian của họ mà thôi. Điều thứ hai, bản chất của mỗi chúng ta đều là một doanh nhân, một nhà kinh doanh, entrepreneur. Nào, hãy hiểu đúng nghĩa của từ nhà kinh doanh, entrepreneur. Do cái cách chúng ta sử dụng hàng ngày trong những hoàn cảnh rất tích cực, nên khi dùng những cái từ ngữ như là nhà doanh nhân thì mọi người thường liên tưởng tới sự hào nhoáng, bóng bẩy của thành công. Và rất nhiều người nhìn những người kinh doanh đó với ánh mắt ngưỡng mộ, coi họ như là những vị thần tiên với 72 phép thần thông quảng đại, biến một ý tưởng từ không có thành những công ty triệu đô, tỷ đô. Họ đúng là những người tài giỏi, nhưng bạn có nên vì vậy mà đánh giá mình quá thấp hay không? Tôi chắc chắn rằng ai trong số chúng ta cũng đều biết là chúng ta có tiến hóa và phát triển từ những người cổ đại sống trong hang, trong lỗ, phải không ạ? Và nếu như bạn suy nghĩ kỹ thì tổ tiên của chúng ta ai cũng là một nhà kinh doanh, một người doanh nhân. Bởi lẽ khi còn sống ở trong hang, trong lỗ như vậy thì con người đều đã biết cách tự tìm kiếm nguồn thức ăn, chấp nhận rủi ro, sáng tạo ra ngọn lửa, rồi mua bán trao đổi bằng hiện vật, v.v. Con người vốn dĩ có những kỹ năng mang tính bản năng tự làm chủ, self-employed, tức là tự mình tạo ra công việc có lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, do cái sự phát triển của nền công nghiệp và sự phân hóa trong giai cấp xã hội mà dần dần con người bị gắn mác là người lao động, và cũng dần dần chúng ta mất đi cái ý thức rằng chúng ta có thể tự mình làm điều gì đó mà không phải phụ thuộc vào người khác. Hãy nhớ rằng khả năng tự làm chủ là bản năng của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta lại đang bị cái cách vận hành của xã hội làm cho nỗi sợ hãi chế ngự những tiềm năng đó của bản thân. Điều thứ ba, bạn nên theo đuổi đam mê của mình, nhưng đừng mang cái đam mê đó ra để khởi nghiệp mà không cân nhắc tính toán kỹ càng. Nào,
ai cũng có đam mê và một thứ gì đó trong cuộc sống. Và rất nhiều người quyết định khởi nghiệp bằng cách theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên, đó lại là cách nhanh nhất để từ bỏ hoặc là chán ghét cái đam mê của chính bạn khi thất bại thảm hại ở lần khởi nghiệp đầu tiên, mà tất cả tiền bạc, tài sản, thậm chí là gia đình cũng ra đi vì cái đam mê đó. Điều này tôi nói từ kinh nghiệm và trải nghiệm của chính bản thân mình, là người trong cuộc chứ không phải là người quan sát rồi chia sẻ với bạn. Đam mê có lẽ chỉ nên dừng lại ở một sở thích, một thú vui bên cạnh công việc chính của mình để cho cuộc sống của bạn có thêm màu sắc. Bởi vì không phải đam mê nào cũng có thể trở thành một công việc kinh doanh có lợi nhuận được. Và ngay cả khi cái đam mê đó có thể cho bạn một cơ hội kinh doanh tốt, nhưng bạn có thể chưa đầy đủ kỹ năng, chưa sẵn sàng cho cái điều đó. Tất nhiên có những người đã theo đuổi đam mê của mình rất thành công, nhưng hãy nhớ lại những gì tôi đã nói ở trên. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là 5% mà bạn nhìn thấy. Bạn có thể theo đuổi cái đam mê đó nếu bạn có đủ can đảm, đủ kiến thức, sự chịu đựng, kiên trì, tính kỷ luật để tránh đi theo cái vết xe đổ của 95% còn lại. Đó là điều tôi muốn bạn hãy nhớ lấy. Và điều thứ tư, hãy tìm kiếm niềm vui từ việc bạn đang làm thay vì làm cái mà bạn đam mê. Nào, chính cái câu nói hãy theo đuổi đam mê đang hạn chế cái sự sáng tạo và nguồn động lực cho bạn trên con đường đầy chông gai của khởi nghiệp. Đam mê thường được hiểu là một thứ gì đó, một cái gì đó hay là một việc gì đó. What? Ví dụ, bạn có thể đam mê về hội họa cho nên bạn mở một phòng tranh. Bạn đam mê ca hát cho nên bạn mở phòng thu âm, vân vân. Tuy nhiên, hãy nghĩ kỹ lại xem, động lực của bạn để khởi nghiệp có thể không chỉ dừng lại ở đó, mà đó có thể là một cái lý do nào đó. Ví dụ như là bạn đam mê làm việc bởi vì bạn muốn được thay đổi cuộc sống khó khăn của gia đình mình, muốn xóa bỏ đi lời nguyền nghèo khó đang kéo dài đằng đẵng cho qua nhiều thế hệ của bạn. Hay là bạn muốn giúp đỡ những người khó khăn cho nên bạn muốn khởi nghiệp bằng cách tạo dựng ra một xưởng sản xuất mây che đan chẳng hạn cho người tàn tật. Ví dụ như vậy, bạn hãy thử nghĩ xem, sức mạnh của lý do có phải luôn là một nguồn cảm hứng, một nguồn sức mạnh vô tận đối với bạn hay không? Bởi vì khi có một lý do tốt thì bạn sẽ có một nguồn động lực đủ lớn để có thể tiếp tục làm việc dù trong những giai đoạn, những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thứ hai, động lực để khởi nghiệp có thể là một người nào đó, who. Rất nhiều người quyết tâm khởi nghiệp bởi vì họ muốn được chăm sóc tốt hơn cho một ai đó. Thường là vợ con, bố mẹ hay là người thân trong gia đình, giống như tôi chẳng hạn. Hoặc có thể họ được truyền cảm hứng từ một người thầy, một người dẫn dắt, một người mentor hay một người coach sẵn sàng giúp họ rút ngắn khoảng cách để khởi nghiệp. Nào, nếu bạn gắn đam mê làm việc của mình với một người nào đó thì nghĩa là bạn đã làm tăng cái trách nhiệm lên chính bản thân của mình. Bạn phải thành công bởi vì người mẹ đang đau ốm, bạn không được thất bại bởi vì đứa con không bình thường, hay chỉ đơn giản là bạn muốn con cái của mình tránh cái cuộc sống vất vả như mình đã từng trải qua. Để tôi chia sẻ với bạn một kinh nghiệm của bản thân tôi. Đó là nếu như bạn có một ai đó là nguồn cảm hứng thì bạn sẽ không bao giờ biết nói những cái lời bào chữa cho cái sự nhụt chí hay là sự chán nản của mình. Bởi vì rút lui, chán nản hay là lười biếng không phải là một lựa chọn mà bạn cho phép mình được nghĩ tới. Và thứ ba, động lực làm kinh doanh có thể là do bạn say mê với một cách thức làm việc nào đó. How? Tôi lấy ví dụ để bạn dễ hình dung. Có một vài người bạn của tôi khởi nghiệp không phải vì lý do họ nghĩ tới tiền bạc hay lợi nhuận, mà họ cảm thấy hứng thú khi được làm những việc theo cách của họ. Một người bạn của tôi khởi nghiệp thịt lợn sạch, và bởi vì trong thâm tâm của anh ấy luôn muốn tạo ra những sản phẩm thực sự chất lượng cho người tiêu dùng. Bởi vì anh ấy đã dành rất nhiều năm nghiên cứu về cách thức để cho ra những sản phẩm thực sự sạch. Rồi thì những người làm nông, những người trồng nấm, những người sáng tạo ra những sản phẩm mới chẳng hạn. Tôi biết có một chị khởi nghiệp với niềm đam mê từ sản phẩm nấm. Tôi sẽ tag tên chị đó ở video này để nếu như bạn có chung đam mê thì có thể học hỏi từ chị. Theo bạn, họ làm có phải vì tiền không ạ? Tất nhiên là ai cũng muốn có lợi nhuận để thay đổi cuộc sống tốt hơn. Nhưng kể cả có thất bại thì những người đó họ vẫn theo đuổi. Bởi vì họ tận hưởng cái cảm giác được sống mỗi ngày vì được làm việc theo cách của mình. Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ tới những bạn nào vẫn còn đang đặt câu hỏi làm cái gì, kinh doanh cái gì. Thì hãy đừng nhìn vào cái mà những người khác đang làm, mà hãy nghĩ về những khía cạnh khác rộng hơn để tìm ra cảm hứng và động lực để khởi nghiệp. Đừng cố gắng chỉ làm những gì mình đam mê, mà hãy đam mê những gì mình đang làm. Và hãy nhớ rằng, những gì bạn thấy từ những người thành công chỉ là 5% cuộc đời của họ. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này, thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.